Xin chào các bạn, lại là mình Chất đây. Video hôm nay, mình sẽ làm một trận đấu giữa team bay với team nước. Cả hai team có thể gọi là gần như không có đam mấy, chỉ số đam rất lẹt đẹt. Quyết định trận đấu ngày hôm nay chắc chắn sẽ phụ thuộc vào em Iverto bá chủ, em Pet hôm trước mình được tiến cấp ở ắc này, mời các bạn cùng xem nhé. Trước khi bắt đầu trận đấu, như các video khác, mình sẽ lướt qua chỉ số của hai em Pet chủ lực của hai đội. Các bạn có thể thấy, chỉ số cũng không chênh nhau là bao nhiêu. Vì thế, trận này quyết định thắng bại sẽ phụ thuộc phần lớn vào chất pet của hai team. Ngay bây giờ, mình sẽ bắt đầu trận BK của ngày hôm nay nhé. Em họ Âu đội bạn có lượt trước nhờ cái móng tăng 100% speed, nhưng trong trận này, điều đó không ảnh hưởng quá nhiều. Mình sẽ thử để auto xem sao nhé các bạn. Các bạn thấy đó, khi đội bạn XM còn đủ 3 em pet thì em Iverto mới dùng chiêu quần thể khóa máu. Bây giờ, chỉ còn một mình em quái vật biển cả, em nó lại thể hiện rõ độ ngu của chế độ tự động. Và khi không dùng chiêu khóa máu, 100% team bay này sẽ không thể hạ gục được em quái vật biển cả đâu. Vì như mình đã nói ngay từ đầu, chỉ số hai team không chênh nhau nhiều nên không thấm đam mấy, lại càng về sau, thủ của em quái vật biển cả lại càng tốt hơn nữa. Và muốn thắng trận BK này, mình sẽ phải đánh thủ công thôi. Các bạn hãy xem, khi đánh thủ công trận đấu kết thúc nhanh như thế nào nhé.
Don't forget about me and all the things I could give to you, baby. But I guess you can't see making new memories with me. Vậy là mình đã thắng trận này rồi. Bây giờ mình cũng dừng video ở đây. Rất mong các bạn đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Nếu có thêm like thì càng tốt nhé. Và các bạn có đề nghị gì thì cứ bình luận ở dưới video nhé. Mình sẽ cố gắng để hưởng ứng lời đề nghị đó. Xin chào và hẹn gặp lại vào video ngày mai.